đốt bông mận mận túi hoa nín làm cái bông tròn bông ta ngã trên lưng rồi có nôn gió hình thoáng vi bù ngàn lau xanh ngoài kia là đồng có mương lúa mới bên lý che xanh ngả nghiêng hàng dừa và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi ngày âu thơ anh sẽ quên đưa em xa rời vòng vây răng lối anh sẽ quên đưa em đi về để lối trăm hiền còn ai đợi chờ nữa không em còn ai giận hờn nữa không em tôi hãy theo anh bên lối ăn năn ta thoáng cơn mê cùng dắt nhau chốt bóng măng mặt túi hoa nên làm kịp bóng trời bóng ta ngã trên lưng đời có non gió hình thoáng đi bù ngàn lau xanh ngoài kia là đồng cơn mương lúa mới bên lũy che xanh ngả nghiêng hàng dừa và đây là dòng sông ta thương mến xuôi bóng vâng, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn tiếng hát của một người anh đến từ họ nhà gái rất là nhiều. Và sau đây một giọng ca đến từ họ nhà trai nữa trước khi rời góc hôn trường ra về. Xin mời đại diện họ nhà trai ạ. À.